Được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, được sự đồng ý của Trung ương Hội Sinh cảnh Việt Nam, giao cho Hội Sinh cảnh Hà Nội cùng với các sở, ban, ngành tổ chức Festival Sinh và Cảnh lần thứ nhất năm 2016. Với cái mục đích, cái Festival lần này là để chào mừng Đại hội Đảng vừa thành công và chào mừng bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, đồng thời là chào mừng những ngày lễ lớn. Ngoài những cái mục đích chào mừng ra thì cái sự kiện tổ chức Festival lần này á là với cái mục đích là một cái hoạt động tăng cường liên kết giữa các nhà vườn, các nghệ nhân, các tỉnh, các câu lạc bộ để phát triển cái sinh vật cảnh của Hà Nội nói riêng và của cả nước nói chung, và cũng góp phần thực hiện cái chương trình xây dựng nông thôn mới, những cái đề án tái cấu trúc lành nông nghiệp theo cái hướng giá trị gia tăng và phát triển bền vững của chính phủ. Đồng thời đây cũng là cái hoạt động tổ chức xúc tiến thương mại có ý nghĩa rất quan trọng đến sự phát triển của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thủ đô, và đây cũng là cái cơ hội để mở rộng về quan hệ hợp tác xúc tiến thương mại trong các cái lĩnh vực sân cảnh giữa những người sản xuất, những người doanh nghiệp và những người tiêu dùng.